trong đầu tư vào các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán thì ai cũng muốn là mình mua cổ phiếu thì giá cổ phiếu sẽ tăng. Thì có rất nhiều cái câu chuyện rằng là việc là làm thế nào để giá cổ phiếu tăng. Nhưng về nguyên tắc cuối cùng, về gốc rễ nhất khi chúng ta đi sâu vào doanh nghiệp á, chỉ có thể có một cách thôi. Đó là dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp tăng. Muốn dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp tăng á, cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sẽ tăng, phải tăng. Nhưng muốn lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp phải tăng á, tức là doanh thu của doanh nghiệp nó phải tăng. Đó là cái ý nghĩa trong vấn đề về mình đầu tư vào các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán và muốn mua cổ phiếu và sẽ có gia tăng về hiệu quả, gia tăng tài sản. Nhưng doanh thu tăng nó sẽ cấu thành lên hai vấn đề. Một á là bán được nhiều hơn. Hai á là chúng ta bán không được nhiều hơn nhưng giá bán tốt hơn. Tức là có hai cách. Nếu như mà cái bán được nhiều hơn và chúng ta bán được giá tốt hơn á, Dũng tin luôn là giá cổ phiếu của các anh chị tăng cực kỳ mạnh và cực kỳ nhanh luôn. Nhưng nếu như cái vấn đề chúng ta không bán được nhiều hơn, chúng ta cũng không bán được giá cao hơn á, thì mặc nhiên luôn là cái lợi nhuận sau thuế này nó không tăng. Lợi nhuận sau thuế không tăng thì cái mô hình kinh doanh nó không tăng. Và mô hình kinh doanh không tăng thì giá cổ phiếu của anh chị cũng sẽ không tăng. Và hôm nay Dũng sẽ trao đổi với anh chị về một trường hợp là giá bán không tăng nhưng doanh thu tăng. Và xem thử coi giá bán tăng và doanh thu không, giá bán không tăng mà doanh thu tăng á, thì giá cổ phiếu có tăng được hay không. Và cuối cùng thì cổ phiếu của Hòa Phát và Dung Quất Hòa Phát được ra đời. Lý do tại sao Dũng không trao đổi với anh chị rằng là cổ phiếu của Hòa Phát mà Dũng trao đổi với anh chị là Dung Quất của Hòa Phát. Thì nếu như chúng ta tinh lý một chút xíu, Dũng trao đổi với anh chị rất nhiều về Hòa Phát. Thì đây là 90% của doanh nghiệp á, nó xuất thân là từ thép. Công suất hiện tại của Hòa Phát nó rơi vào khoảng 2 cho đến 2,3 triệu tấn thép một năm, tức là sản xuất. Nhưng khi Dung Quất Hòa Phát đưa vào hoạt động á, cái công suất này hoàn toàn có thể lên 4,4 cho đến 4,6 triệu tấn. Và nó có hoàn toàn có thể cao lên gấp 2,2 lần cho đến 2,5 lần so với thời điểm hiện tại của Hòa Phát. Nếu như một cái doanh nghiệp sản xuất mà sản xuất được nhiều hơn á, thì đó là cái dấu hiệu đầu tiên để chúng ta thấy được rằng là lợi nhuận doanh thu của doanh nghiệp nó sẽ gia tăng trong tương lai. Và nếu như sản xuất được nhiều hơn và bán được hàng ra, thì có phải rằng là những cái yếu tố kỳ vọng đó nó sẽ thể hiện trên cái báo cáo tài chính hay không. Và chúng ta sẽ đi xem được coi Dung Quất của Hòa Phát có gì để Dũng trao đổi với anh chị là trong vòng vài năm tới, ít nhất là 3 đến 5 năm tới, hoàn toàn có thể nâng cái công suất của Hòa Phát lên gấp 2,2 cho đến 2,5 lần so với thời điểm hiện tại khi sản xuất được khoảng 2,2 cho đến 2,3 triệu tấn thép. Chúng ta sẽ đi với nhau về Dung Quất của Hòa Phát. Và cái chuỗi chia sẻ về Dung Quất Hòa Phát này Dũng sẽ có 3 phần. Và Dũng sẽ trao đổi với anh chị về 2 phần sau ở những thời điểm tiếp theo. Thứ nhất là dự án của Dung Quất Hòa Phát. Và dự án Dung Quất Hòa Phát này nó có tác động trực tiếp ngay đến kết quả kinh doanh quý 4 năm 2019 hay không, Dũng sẽ cập nhật với anh chị khi có kết quả kinh doanh. Và cái cuối cùng đó là chất vấn cổ đông của Dũng, của các quỹ đầu tư, của các nhà đầu tư khi mà trao đổi với những cái người lãnh đạo đó. Và đây là một trong những cái chuỗi chuyên đề của Dũng 2020. Dũng trao đổi đó là Dũng sẽ đi gặp trực tiếp doanh nghiệp, thăm doanh nghiệp và để đưa ra được cho được một cái nhìn nó cụ thể hơn đối với các anh chị trong vấn đề về đầu tư. Thì hôm nay Dũng sẽ giới thiệu với anh chị về Dung Quất của Hòa Phát. Đây là sơ đồ của Dung Quất Hòa Phát. Diện tích ở Dung Quất Hòa Phát đó là khoảng 500 hecta. Nhưng diện tích hiện tại đang sử dụng là khoảng 340 hecta. 150 hecta còn lại là đang dự phóng. Nếu như mà thị trường tốt hơn, bất động sản tốt hơn, nhu cầu thép nhiều hơn thì Hòa Phát sẽ tiếp tục xây dựng 150 hecta còn lại. Và Dung Quất Hòa Phát nó sẽ được cấu thành đó là cảng biển. Cảng biển đây, đây chính là cái toàn cảnh của Dung Quất Hòa Phát, anh chị sẽ để ý. Nó có đó là cái cảng biển. Cảng biển thì có đầu vào và có đầu ra. Đầu vào tức là nhập nguyên liệu đầu vào của ngành thép đó là than cốc, quặng sắt kết hợp với đá vôi để tạo ra được. Và tất nhiên là có một vài phụ phẩm khác. Khi mà tạo ra được những sản phẩm đó, đưa nguyên liệu đầu vào vào kho, từ nguyên liệu đầu vào kho sẽ đưa ra những cái nhà máy nung, nhà máy luyện thép và từ đó cán ra thép. Thì từ cán ra thép thì sẽ ra được sản phẩm và ra thành phẩm thì sẽ xuất đi, thì cũng qua cái cảng này. Tức là anh chị để ý là đây là một cái chuỗi khép kín của Dung Quất Hòa Phát, nhập nguyên liệu đầu vào, từ nguyên liệu đầu vào đẩy vào các nhà máy để mà tạo ra được cái gang lỏng, từ gang lỏng để tạo ra được cái nào đó gọi là thép, từ thép luyện ra được là thép than, từ thép than sẽ cán ra được là thép cuộn và gọi là một cái nữa đó là thép xây dựng. Thì mình sẽ được coi cái kết cấu chi tiết của Dung Quất Hòa Phát nó sẽ có những gì. Đầu tiên đó là nhập nguyên liệu đầu vào. Nhập nguyên liệu đầu vào thì phải có cảng. Ở Hòa Phát là có 11 cái bến. Có 11 cái bến và bến số 10 và bến số 11 công suất nó rơi vào khoảng 100.000 tấn đến 200.000 tấn. Tức là cảng này hoàn toàn có thể đưa tàu từ 20.000 tấn, trọng tải 20.000 tấn lên đến 200.000 tấn vào cảng này. Nhưng Dũng chưa rõ rằng là có thể hoàn thiện được hay không, vì cái bến số 10 và bến số 11 hiện tại có rất nhiều đá ngầm và doanh nghiệp đang thực hiện cho nổ đá ngầm. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà Dung Quất Hòa Phát trễ tiến độ đến 6 tháng. Trễ tiến độ đến 6 tháng. Và chúng ta cũng xem được coi rằng là ở thời điểm hiện tại thì Hòa Phát nó đã có những gì rồi. Khi chúng ta nhìn nhập nguyên liệu đầu vào,
sẽ vào kho. Kho này là kho sẽ chứa, kho này thì sẽ có những cái nguyên liệu đầu vào thì phải chứa trong 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 nhà kho, còn có những cái nguyên liệu khác thì sẽ để bên ngoài. Thì kho này công suất tối đa của nó sẽ trữ lượng được là khoảng 60 ngày nguyên liệu đầu vào đối với cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Dũng trao đổi với anh chị chút xíu về Dung Quất Hòa Phát thì nó sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đã xong rồi, giai đoạn mỗi giai đoạn sẽ có hai cái lò cao. Lò cao tức là cái lò để tạo ra gang lỏng và từ gang lỏng để tạo ra thép đó. Thì có hai cái có bốn cái lò cao và mỗi giai đoạn có hai lò cao. Thời điểm hiện tại thì giai đoạn 1 đã xong và đã đi vào hoạt động hai lò cao, còn hai lò cao còn lại khoảng tháng 6 năm 2020 sẽ đi vào hoạt động. Rồi khi chúng ta thấy rằng là nhập nguyên liệu đầu vào tức là nhập vào kho xong á thì bắt đầu đến giai đoạn là nung. Giai đoạn là nung than để tạo ra cốc, gọi là than cốc. Đây là cái lò nung. Anh chị sẽ để ý này, khi mà nung than á thì sẽ đến khoảng 1300 độ C. Từ 1300 độ C này nó sẽ có thể khử được các tạp chất trong đó. Và khi mà có được những cái than cốc này này sẽ đưa vào một cái lò gọi là lò thổi, hai cái lò thổi. Lò thổi khí này tức là chuyển đổi từ 1300 độ C xuống còn 200 độ C, xuống 200 độ C để đưa vào đường ray để mà đưa cái than cốc này này vào cái lò cao. Vào cái lò cao. Khi mà vào cái lò cao này nó là sự kết hợp của than cốc, nó là sự kết hợp của than cốc này, đá vôi này, quặng sắt này và đưa vào cái lò cao này. Thì hiện tại thì đã đi vào hoạt động là khoảng 2 lò cao trên 4 lò cao. Và khi mà đưa ra để mà tạo ra được một cái thành phẩm đó gọi là gang lỏng. Đây gọi là gang lỏng. Từ gang lỏng này này sẽ bắt đầu thổi khí và tạp chất thêm cái luyện kim nữa để tạo ra một cái gọi đó là thép. Thì đây là tạo ra được một cái gọi là thép. Từ khi thép thì sẽ bắt đầu đúc thành khuôn hình, tạo hình thép. Tạo hình thép xong thì sẽ ra được hai thành phẩm, đó là thép cuộn và thép xây dựng. Đây chính là những cái chuỗi giá trị của cái ngành thép và của Hòa Phát nói riêng. Lý do tại sao mà anh chị để ý là Dũng không bao giờ trao đổi với anh chị nhiều về những doanh nghiệp khác như giờ thép Nam Kim, thép Hoa Sen hay là Posco hay là Pomina hay là Kioi. Tại vì Dũng nhận thấy rằng là đối với một cái doanh nghiệp sản xuất á, cái lợi thế của một doanh nghiệp sản xuất nó đến từ lợi thế về quy mô. Thứ hai nữa là đến từ công nghệ. Doanh nghiệp nào mà sản xuất một cái quy mô càng lớn á, chi phí giá thành á trên một sản phẩm sẽ càng thấp. Và như vậy nó sẽ có lợi thế bán ra, gọi là giá bán á, gọi là lợi thế giá bán. Thứ hai nữa là cái quy mô về cái quy trình sản xuất. Tại vì nếu chúng ta sẽ thấy rằng là Dung Quất hoặc là thép Hòa Phát đó, nó đi từ đầu vào tức là quặng, tạo ra gang, tạo ra thép và tạo ra thành phẩm. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là muôn nguyên một cái chuỗi cái quá trình này này, cái giá trị của họ sẽ là 100%. Trong khi các doanh nghiệp thép khác á, nó chỉ có một cái chuỗi giá trị này thôi. Cái giá trị đó nó chỉ rơi vào khoảng đâu đó là khoảng 10% thôi. Rõ ràng là chúng ta sẽ thấy rằng là cái lợi thế về công nghệ và lợi thế về quy trình sản xuất nó cũng rất là lớn và quy mô nữa. Do đó, đây là một trong những doanh nghiệp mà Dũng tin rằng là các anh chị sẽ thích, và Dũng tin rằng là đây là những doanh nghiệp rất là phù hợp trong vấn đề về đầu tư. Vì rõ ràng chúng ta đi sâu vào doanh nghiệp, chúng ta đi sâu vào cái quá trình của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ hiểu nó hơn. Khi chúng ta hiểu nó hơn thì em tin rằng là chúng ta sẽ có một cái nhìn tốt hơn. Và khi chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ thấy rằng là mong muốn của chúng ta trong vòng 1-2 năm tới đó là tăng về dòng tiền hoạt động kinh doanh, tăng về lợi nhuận sau thuế. Thì những cái yếu tố này sản xuất được nhiều hơn, bán được nhiều hơn, thì Dũng tin là trong khoảng từ 2020 đến 2022 cái mức độ gia tăng quy mô của Hòa Phát nó sẽ rất là lớn trong nền kinh tế này. Và đây là những cái chuỗi chia sẻ đầu tiên, và Dũng sẽ còn chia sẻ với anh chị về kết quả doanh quý 4 của 2019 như thế nào và những cái chất vấn của các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính và những người đầu tư đối với các người lãnh đạo của Hòa Phát như thế nào. Trên đây là những quan điểm và chia sẻ của Dũng, hy vọng là có thể mang lại nhiều giá trị cho anh chị trong vấn đề về đầu tư, cập nhật cho anh chị về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và Dũng tin rằng đây là một trong những doanh nghiệp có thể mang lại nhiều giá trị cho anh chị trong vòng 2 năm tới. Để mở tài khoản tại chứng khoán FPT, tham gia các khóa đầu tư chứng khoán của Dũng, khóa cuối cùng của Dũng trong năm 2020 là bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 cho đến ngày 18 tháng 1, tối 3 năm 7, từ 7 giờ đến 9 giờ. Mà chi tiết xin lại với qua Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin nhắc lại 0933 687 436. Dũng xin hết.